Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Và rất vui khi được gặp lại các bạn trong Gấu ơi, ăn gì? Cái số này lâu lắm rồi đó, bởi vì không có món mới. Intro rồi các bạn. Yes. Ok, thì đây là một cái món ra khá lâu rồi và mình đã biết được điều đó nhờ Thư nói với mình. Nhưng mà cuối cùng thì mình lại xòa tới giờ mình mới làm cái clip này cho các bạn. Đó chính là hamburger thanh long các bạn. Mùa vụ Covid thì nông dân bắt đầu đổ xô hàng hóa của họ do không có xuất khẩu được. Thì người ta bắt đầu cứu những cái loại nông sản này bằng cách biến nó trở thành những cái món ăn. Để giống như là ngoài cái việc là dùng làm thức ăn tráng miệng, trái cây tráng miệng ra, thì họ biến những cái trái cây này trở thành những cái món đồ ăn hàng ngày, hoặc là những cái món fast food rất là lạ, rất là độc đáo. Và mình thấy hay nên mình sẽ review cho các bạn. Và đây chính là combo KFC thanh long mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ mở những cái hộp này ra coi bên trong những cái hamburger thanh long nó ra sao nha các bạn. Wow, nó đỏ kìa. Thực sự là màu đỏ luôn các bạn. Đi kèm với hai cái hamburger đó chính là một hộp gà. Wow, mở ra coi nào. Combo này đã có thêm hai miếng gà giòn cay. Với cái phần ăn mà đầy đủ như thế này thì Gấu nghĩ các bạn chỉ cần mua nước thôi. À, mình quên, mình còn cái này. Đây chính là những cái thanh bí các bạn. Mình không biết tại sao gọi là thanh bí. Và đây chính là toàn bộ phần ăn ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ăn review các bạn ơi. Cả hai cái đều là gà quay. Wow. Sẽ ăn thử rồi. Gà quay thì không cần nước tương, nước sốt gì hết. Nhã quá. Mình ăn cả cái và không thấy cái sự thay đổi nào của cái hamburger này. Nó giống hoàn toàn với cái hamburger gà quay bình thường. Nhưng lâu lâu thì nó tỏa lên một cái mùi hương rất là thơm. Mình không biết là từ gà hay là từ bánh hay là từ cái gì đó mà bỏ vô thêm trong đây. Phần bánh hamburger này có một cái màu, nó gọi là màu vàng hồng. Nó không hồng hẳn giống như trên poster và trên quảng cáo của KFC, nhưng mà nó thực sự là nó hồng và mình ấn tượng về cái màu này của nó rất là đẹp. Bên trong, phần bột bên trong thì các bạn sẽ thấy rất là hồng. Cái miếng bánh hamburger rất là hồng, chắc phần bên ngoài này kiểu mà nướng nên nó vàng. Mình không dám nhận định chắc ăn 100% cho các bạn về cái sự thay đổi của cái bánh hamburger thanh long này. Nhưng mà nó thật sự cái mùi thơm, nó có một cái mùi thơm, không phải mùi thanh long đâu, một mùi thơm giống thảo mộc vậy á. Nó phát ra từ cái bánh mà nó rất là nhẹ, nhẹ ơi là nhẹ luôn. Phải rất là chú ý đến cái hương vị này thì các bạn mới ngửi được cái đó. Nó giống như là một mùi thơm của hoa vậy á, chứ nó không ra mùi thanh long. Mùi thanh long thì bản chất của thanh long nó quá nhẹ đi, nó không thể nào mà nó hắt mùi lên cho cái bánh này được. Và khi ăn thì nếu mà các bạn thấy muốn có một cái bánh mà có màu sắc nó kiểu hơi lạ một xíu, mà còn nếu mà bạn muốn có một cái buổi tiệc trang trí hamburger đỏ hay mưa hồng thì đây là một lựa chọn. Mấy bạn gái cần một cái bữa tiệc toàn màu hồng, wow, hamburger thanh long một lựa chọn khá là ok. Rồi tiếp theo thì mình sẽ ăn đến một cái món này, là những cái món ăn kèm thôi. Gà rán này tí nữa thì mình chắc cho mấy anh em trong văn phòng mình ăn, chứ cái này review cái gì nữa. Cái này là trên Gấu To là một mấy clip làm về gà rán KFC rồi, nên thôi mình đi ăn cái bánh bí này. Bánh bí này một cái mà nào giờ mình chưa có ăn này, cần nước tương không ta? Wow, đây là cái bánh bí, nó là bánh bí phô mai que. Nó có phô mai ở trong nhưng mà nguội rồi nên là không có kéo ra được. Nó có phô mai ở trong,
Nè, thấy không? Để yên nha. Đó, nó có phô mai ở trong các bạn. Và đây là bánh bí. Một cái món rất là đẹp nhưng bình thường giống như những hamburger khác. Và clip thì cũng hết rồi, và rất cảm ơn khi các bạn đã xem clip. Và clip hay, hãy like, share và subscribe Gấu To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn uống với nhau. Sau này mình sẽ phân tích món ăn với các bạn nha. Mình hết ăn nổi nữa rồi, và mình trở nên bị già hơn. Mình đang thích phong cách này. Nếu mà bạn ủng hộ, mình sẽ làm nhiều clip thú vị hơn về những món ăn, nguyên liệu của nó, hương vị, mùi vị của nó. Nhớ ủng hộ mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những clip sau nha. Bye bye.